Sở dĩ bữa sáng được xem là một bữa ăn quyết định tuổi thọ bởi vì nó là bữa ăn đầu tiên trong ngày. Bữa sáng cung cấp chất dinh dưỡng cho tất cả các cơ quan sau một đêm ngủ dài, đồng thời cung cấp năng lượng để bắt đầu một ngày làm việc. Chính vì vậy mới nói ăn sáng đầy đủ và đúng cách sẽ có lợi cho tuổi thọ. Ngược lại, những kiểu ăn sáng không lành mạnh có thể gây viêm loét dạ dày và rối loạn tiêu hóa, gây suy kiệt cho cơ thể và dẫn đến nhiều bệnh mãn tính. Dưới đây là những kiểu ăn sáng có thể gây hại sức khỏe mà nhiều người vẫn mắc phải. Bỏ bữa sáng. Nếu bạn bỏ lỡ bữa sáng, cân nặng của bạn có thể bị ảnh hưởng. Một nghiên cứu công bố trong tạp chí Clinical Endocrinology and Metabolism vào tháng 2 năm 2020 đã chứng minh rằng những người duy trì thói quen ăn bữa sáng thường xuyên có khả năng đốt cháy gần gấp đôi lượng calo trong ngày và họ có mức đường trong máu và insulin thấp hơn so với những người không ăn sáng. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng những người không ăn sáng thường có cảm giác đói và ăn nhiều hơn vào buổi chiều và tối, đặc biệt có xu hướng ăn nhiều đồ ngọt hơn. Kết quả, nếu duy trì lâu, bạn có thể bị béo phì. Đáng chú ý, các nghiên cứu của Viện Quốc gia về Sức khỏe cũng đã chứng minh rằng người béo phì thường có tuổi thọ ngắn hơn so với những người khác 14 năm. Ăn thịt sông khói. Theo nguồn tin từ Eatthis.com cho biết, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dịch tễ học quốc tế vào tháng 2 năm 2020 đã chỉ ra rằng việc ăn một miếng thịt sông khói đã qua chế biến mỗi ngày 25g có khả năng tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng lên đến 20%. Để thực hiện nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã theo dõi gần nửa triệu người trưởng thành ở Vương quốc Anh trong độ tuổi từ 40 đến 69 trong suốt 5 năm. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh nhân mắc ung thư đại trực tràng thấp hơn 37% so với những người không mắc bệnh này. Uống nước ép, đồ uống nhiều đường. Nghiên cứu về sử dụng đồ uống chứa đường vào tháng 9 năm 2019 được công bố trên tạp chí Diabetes Care đã phát hiện ra rằng việc tiêu thụ nhiều đồ uống có đường hàng ngày có khả năng tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Đây là nguyên nhân gây tử vong thứ 7 ở Hoa Kỳ, chiếm 16%. Bánh quẩy chiên. Bánh quẩy chiên kèm cháo hoặc sữa đậu nành là một kiểu ăn sáng phổ biến hiện nay. Nhưng theo các chuyên gia, nếu duy trì lâu ngày, kiểu ăn sáng này có thể gây hại cho sức khỏe. Bánh quẩy là thực phẩm chiên nhiệt độ cao, cùng với bánh bao chiên, bánh rán có lượng chất béo cao. Cộng thêm sữa đậu nành cũng là loại thực phẩm có hàm lượng chất béo nhất định. Lượng dầu trong hỗn hợp bữa sáng này rõ ràng vượt qua tiêu chuẩn, gây ra những bất lợi cho sức khỏe như khó tiêu, béo phì, bệnh tim mạch, huyết áp. Buổi chiều và bữa tối trong ngày phải càng nhẹ càng tốt, đừng ăn thức ăn chiên xào nên ăn thêm nhiều rau củ. Ăn sáng từ đồ chuẩn bị từ hôm trước. Rất nhiều người có thói quen nấu cơm và thức ăn nhiều hơn vào bữa tối để sử dụng cho bữa sáng ngày hôm sau. Như vậy, sau khi thức dậy là cả nhà sẽ được ăn thức ăn thừa cho bữa sáng, có thể là cơm chiên hoặc thức ăn hâm nóng. Cách ăn này rất tiện lợi về việc chuẩn bị và về cơ bản có thể giống như một bữa ăn đầy đủ giàu dinh dưỡng. Đặc biệt là các loại rau thừa như các loại rau lá xanh đậm thì bạn không nên tiêu thụ lại. Các loại rau này thường chứa lượng nitrat tương đối cao và sau khi nấu chín và để qua một thời gian dài, chúng có thể dễ dàng biến đổi thành nitrit, một chất gây ung thư nguy hiểm. Hãy nhớ rằng đây không phải là một lựa chọn khoa học cho bữa sáng. Bữa ăn giúp bạn bổ sung năng lượng cho cả ngày. Nếu ăn đồ thừa, phải đảm bảo rằng thực phẩm đó an toàn tuyệt đối, nếu không hãy đổi bỏ đi. Ăn quá nhanh. Theo tiến sĩ bác sĩ Vũ Trường Khanh, trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, ăn quá nhanh, nuốt vội, vừa ăn vừa làm việc khiến thức ăn không được nghiền nhỏ, dạ dày phải tăng cường độ làm việc. Điều này dẫn đến việc thức ăn không được trộn đều với enzyme tiêu hóa trong khoang miệng, gây ra cảm giác khó nuốt. Có một số loại rau củ và trái cây, nếu bạn không nhai kỹ, có thể gây khó khăn trong quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng. Hơn nữa, ăn quá nhanh cũng dễ bị trào ngược dạ dày. Ăn đồ uống lạnh vào bữa sáng. Tiêu thụ thực phẩm và đồ uống lạnh vào bữa sáng có thể làm giảm lưu thông máu đến dạ dày, ruột, mạch máu co lại, gây chậm quá trình tiêu hóa và ảnh hưởng đến tốc độ trao đổi chất. Bụng có xu hướng co thắt, cứng, gây đau khi tiếp nhận thực phẩm lạnh.
Trong khi đó, việc tiêu thụ thực phẩm và đồ uống ấm vào buổi sáng giúp giãn nở các mạch máu trong ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và cải thiện quá trình hấp thụ dinh dưỡng. Uống một cốc nước ấm trước bữa sáng có thể kích thích hệ tiêu hóa và giúp thanh lọc cơ thể. Ăn sáng với các đồ ăn vặt. Rất nhiều người thường mua dự trữ các loại đồ ăn nhẹ đã chế biến sẵn như bánh quy, bim bim, sô-cô-la để tiện cho bữa ăn sáng. Tuy nhiên, sử dụng các loại thực phẩm này khi đói có thể là một giải pháp tạm thời, nhưng thay thế bữa sáng bằng đồ ăn vặt là một quyết định không khoa học. Các thực phẩm nhẹ này thường là thực phẩm khô, không có lợi cho tiêu hóa và hấp thụ. Hơn nữa, chúng không tạo cảm giác no và việc tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến dư thừa năng lượng không cần thiết, nhưng lại thiếu các chất dinh dưỡng, dẫn đến cơ thể suy giảm thể lực và dễ ốm. Uống cà phê. Một nghiên cứu thực hiện vào tháng 10 năm 2020 tại Đại học Pasteur đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ cà phê đen đầu tiên vào buổi sáng có thể có tác động không tốt đối với việc kiểm soát đường huyết, một yếu tố quan trọng gây ra bệnh tiểu đường và bệnh tim, hai trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Hoa Kỳ. Cụ thể, việc uống cà phê đen đã làm tăng phản ứng gluco trong máu vào buổi sáng khoảng 50%. Chỉ ăn trứng cho bữa sáng. Mặc dù trứng có chứa nhiều protein, nhưng đừng chỉ ăn mỗi trứng vào bữa sáng để bổ sung protein cho cơ thể. Có nhiều thực phẩm khác chứa protein và cung cấp cả carbohydrate tốt mà bạn có thể kết hợp để có một bữa sáng cân đối và lành mạnh, ví dụ như các loại hạt, bơ hạt. Những thực phẩm này không chỉ cung cấp protein cho bữa sáng mà còn làm cho bữa ăn trở nên đa dạng hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể bổ sung thêm một chút lườn gà, bơ, rau xanh để tạo nên một bữa sáng hoàn hảo. Kiêng hoàn toàn protein trong bữa sáng. Protein là một dưỡng chất quan trọng, cung cấp năng lượng cho các hoạt động của cơ thể và giúp tạo cảm giác no lâu. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc phụ nữ tăng lượng protein trong bữa sáng từ 15% đến 30% có thể giúp họ giảm việc tiêu thụ tối đa 441 calo mỗi ngày. Vì vậy, việc cung cấp đủ lượng protein có thể giúp quá trình giảm cân hiệu quả hơn. Sự thiếu hụt protein có thể dẫn đến yếu cơ, suy giảm hệ miễn dịch, gây mất ngủ và gây rối loạn kinh nguyệt. Do đó, nếu bạn muốn giảm cân một cách nhanh chóng mà vẫn đảm bảo sức khỏe, thì việc bổ sung protein từ các nguồn như thịt, cá, trứng, sữa hàng ngày là rất quan trọng. Thức ăn quá cay. Dạ dày buổi sáng nên cố gắng tránh bị kích thích. Thực phẩm quá cay rõ ràng có thể gây hại cho dạ dày và chắc chắn nên tránh trong bữa sáng. Các thành phần như ớt hoặc hạt tiêu có thể gây kích thích niêm mạc dạ dày. Sau khi tiêu thụ, chúng có thể sẽ gây đau tim và tăng gánh nặng cho dạ dày. Nên ăn gì vào bữa sáng để tốt cho sức khỏe? Bữa sáng lý tưởng là sự kết hợp hoàn hảo giữa thực phẩm giàu protein và chất xơ, ví dụ như trứng kết hợp với rau xanh, sữa chua phối hợp với trái cây hoặc hạt hạnh nhân ghép cùng hạt chia và hạt hướng dương. Nhưng bữa sáng như vậy không chỉ giúp kiểm soát đường huyết mà còn giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Theo nghiên cứu khoa học, từ 7 đến 8 giờ sáng là thời điểm lý tưởng để ăn sáng. Lúc này, sự thèm ăn tự nhiên của cơ thể sẽ thể hiện rõ ràng nhất, và nếu bạn ăn vào thời điểm này, quá trình tiêu hóa sẽ diễn ra hiệu quả nhất. Bữa sáng và trưa tốt nhất nên cách nhau 4 đến 5 tiếng. Theo chuyên gia dinh dưỡng, bữa sáng tốt nhất nên bao gồm 4 loại thực phẩm chính: ngũ cốc, thực phẩm từ động vật, sữa và các sản phẩm từ sữa và rau củ quả. Các loại ngũ cốc trừ gạo chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất quan trọng cho sức khỏe. Khoảng 200g sữa tươi hoặc một hộp sữa chua nhỏ đều cung cấp đủ lượng axit amin cần thiết cho bữa sáng. Bạn có thể sử dụng sữa đậu nành. Bạn cũng có thể sử dụng luân phiên sữa và sữa đậu nành để xoay vòng dinh dưỡng. Bên cạnh đó, bữa ăn sáng thêm khoảng 100-150g rau củ quả tươi như quả anh đào, nho, táo, đào cũng rất tốt cho sức khỏe. Ăn sáng là bữa ăn quan trọng trong ngày, nhưng cách bạn ăn sáng có thể gây ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ và sức khỏe của bạn. Hãy tránh những kiểu ăn sáng có thể gây hại, mà thay vào đó là chọn những thực phẩm giàu dinh dưỡng, ít đường và chất béo và cân đối. Chăm sóc bữa ăn sáng của bạn cũng là một cách quan trọng để duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.